Hello, hello. Xin chào các bạn. Để đến với Thuận Capital ngày hôm nay, Reuters thì có một cái tin tức họ chia sẻ, đó chính là vào từ mùa hè tới đầu mùa thu năm ngoái thì cái quỹ Founders Fund của Peter Thiel, đây là một trong những tỷ phú rất nổi tiếng và là một trong những tỷ phú mà đầu tư rất là nhiều vào những cái công ty khởi nghiệp giống như là Facebook trước đây các bạn, thì Peter Thiel tôi nhớ là cái quỹ này đã trước đây cũng có khoảng chừng là 2 tỷ đô la crypto, rồi sau đó họ đã bán khi mà chúng ta ở trong cái thời điểm năm 2021, họ đã chốt lời lúc đó và họ cũng đã mua lại vào thời điểm là đầu mùa thu năm ngoái hay là trong mùa hè năm ngoái, không có nói rõ là tháng mấy các bạn, nhưng mà họ đã mua 100 triệu đô la Bitcoin và 100 triệu đô la Ethereum. Và nếu chúng ta trở lại cái thời điểm đó đó thì vào hè với đây đầu thu thì có thể là chúng ta nói là từ tháng 6 cho đến tháng 9, tháng 10 đi, thì lúc đó giá Bitcoin đó ở mức là khoảng 30.000 cho đến 27.000, 26.000, thì cho là họ mua đâu đó chính giữa đi thì cái mức giá họ mua là khoảng 28.000 đô, thì bây giờ họ cũng có lời nhưng mà không có lời nhiều như nhiều bạn nói là nhân 2 nhân 3 lần, tại vì họ mua trong cái khoảng là khoảng 28.000 đô, không nói rõ là bao nhiêu nhưng mà thuận đoán là như vậy các bạn. Nhưng mà họ mua Bitcoin và Ethereum thì chúng ta cũng có thể thấy được là trong những thời điểm mà nhiều người hoang mang, trong những thời điểm mà nhiều người chán nản thì đó lại là thời điểm mà nhiều cá voi xuất hiện và thu mua. Và những thông tin này cũng không gì là quá lạ đâu, Thuận đã từng chia sẻ với các bạn rất nhiều lần, năm ngoái có rất nhiều dấu hiệu của nhiều cái quỹ thu mua, nhưng mà khi mà các bạn chán nản đó thì các bạn lại không muốn nghe bất cứ thông tin gì, và bất cứ thông tin gì đó các bạn cũng cảm thấy được là cái thông tin này không đúng sự thật hay là cái thông tin này đó chỉ đưa ra để cho mọi người FOMO theo mà thôi. Nhưng mà không phải thông tin nào cũng gì đâu các bạn. Các bạn có thể không tin thông tin, nhưng mà các bạn cũng nên hiểu là mỗi lần các bạn bấm nút bán, không có biết bán bao nhiêu các bạn có thể bán là 10 Bitcoin, 100 Bitcoin vào những lúc mà ảm đạm nhất, những lúc mà khó khăn nhất thì các bạn có thể bán được ngay lập tức. Thì câu hỏi là người mua là ai và tại sao họ lại mua? Và tôi đã chia sẻ rất là nhiều những cái dấu hiệu cho thấy là có Bitcoin được tích lũy, nhưng mà đương nhiên có bạn thì tin, có bạn thì không tin thời điểm đó. Cuối cùng các bạn thấy được là từ từ họ đã xuất hiện giống như là Peter Thiel. Bây giờ ra thì Thuận chia sẻ thông tin này thì nhiều bạn sẽ nói là mình sẽ ghi nhớ để khi mà những thời điểm khó khăn mình sẽ không bỏ cuộc, nhưng mà tại vì tâm lý các bạn bây giờ đang rất là tốt, tới lúc mà chúng ta đi vào tâm lý không được tốt rồi đó thì các bạn sẽ khó kiểm soát cái suy nghĩ của mình, cho nên cần phải có kinh nghiệm là như vậy đó các bạn. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này, và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.